Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh thực tế chi tiết xe ga Yamaha Figo 2.9 với mức giá từ 29.600.000 đồng. Yamaha Figo 2.9 đã chính thức về các lý với mức giá cơ điểm rất mềm, có thể xem là một đối thủ trực tiếp với cái chiếc Honda Everest hoặc là Vision nếu về Việt Nam. Yamaha Figo 2.9 là dòng xe tay ga hoàn toàn mới được hãng Yamaha sản xuất và dành cho thị trường Indonesia. Cái mẫu xe này có thiết kế bên ngoài là khá thanh mảnh, gợi lên trong cái hình dung của nhiều người tiêu dùng Việt về những mẫu xe tay ga như là Vision của nhà Honda. Phía trước của chiếc Yamaha Figo 2.9 nổi bật với cái cụm đèn pha LED cỡ lớn, yên ngồi đôi rộng rãi thoải mái, tấm chắn bùng trước với các đường gân chập nổi, tay cầm bên phải của lái xe, tay cầm bên trái lái xe, các nút điều khiển nhanh ở bên phải lái xe, các nút điều khiển nhanh ở bên trái lái xe. Yamaha Figo 2.9 trang bị công nghệ Stop and Start giúp tiết kiệm điện tối đa. Hốc đựng đồ rộng 25 lít ở bên dưới yên rất là tiện lợi để được rất nhiều cái vật dụng cá nhân. Yamaha Figo 2.9 được bán ra thị trường Indonesia với 3 phiên bản khác nhau, bao gồm các bản tiêu chuẩn, bản S và các bản S hay S. Trong đó phiên bản tiêu chuẩn có mức giá 18,5 triệu IDR, tương ứng là 29.600.000 đồng năm. Còn các bản S thì có mức giá 19,7 triệu IDR, có mức giá tương đương là 31.600.000 đồng năm. Và các bản cuối cùng là bản S hay S thì có mức giá 22,5 triệu IDR, tương ứng 36 triệu đồng năm. Phiên bản S có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, còn các bản tiêu chuẩn vẫn dùng cái chìa khóa thông thường bật cái nút mở yên và cái nắp bình nhiên liệu ở bên cạnh. Cận cảnh cái nắp bình xăng đặt ở phía trước xe. Cái cụm đồng hồ cái được số thiết kế rất là sang chảnh. Cái đèn xi nhan ẩn dưới cái cản bên. Các đường nét trên cái chiếc Yamaha Figo 2.9 nếu so với Vision thì Figo tỏ ra góc cạnh mạnh mẽ hơn. Hệ thống treo lệch một bên ở phía sau. Động cơ của Yamaha Figo 2.9 có phân khối là 125cc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này hay là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.